Tiếp theo chương trình, mời quý vị trở về với con sông quê êm đềm, sợi tơ trời của hoa gạo tháng 3, ruộng dâu tằm xanh mướt những đàn cò trắng, hình ảnh người con gái ngồi quay tơ, dệt bao tấm vải lụa đẹp cho đời, lẫn trong âm thanh kêu kéo kẹt trong tiếng ru ẩu ơ bên cánh võng, gió đưa kéo kẹt cành tre, em ngồi tựa cửa bên hè quay tơ, đời người như một giấc mơ, xuân qua hè tới thu chờ sang đông. Sau đây mời quý vị cùng đến với làn điệu hát sầm Cô gái quay tơ với phần thể hiện của nghệ sĩ Minh Thư. Xin khung
ruột đầm. Chín khúc ruột đầm xa quay, chín khúc ruột đầm mong tháng tháng đợi, mong năm năm chờ chàng còn đi bốn phương trời. Cho chàng biết mặt ấy mới cho đời biết tên, rồi mai gió buôn diều lên. Vâng, chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay để cổ vũ cho nghệ sĩ Minh Thư với tiết mục hát sầm Cô gái quay tơ.